Để giảm thiểu thủ tục hành chính cho người lao động và doanh nghiệp, dự kiến vào giữa năm 2016, Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ hoàn thành việc trả sổ bảo hiểm cho người lao động giữ, tương tự như sổ tiết kiệm. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu từ quý 2 năm 2016 tới, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được giao về cho người lao động từ giữ. Đến giữa năm 2016 sẽ hoàn thành chuyển trả sổ bảo hiểm cho người lao động. Lúc đó, người lao động có thể tự nắm được quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình. Hàng năm người lao động sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm, người lao động cũng có thể yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội. Hiện một số tỉnh thành đã thí điểm công khai tiến độ đóng bảo hiểm xã hội trên mạng để người lao động có thể tự truy cập tìm kiếm thông tin. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng quy định người sử dụng lao động cứ 6 tháng một lần phải công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Hiện cả nước có 12 triệu lao động đã có sổ bảo hiểm xã hội.